Mình chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại là hôm nay á, em chia sẻ những hình ảnh về cái lễ hội trái cây trên bến dưới thuyền cho quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Đó, thì hôm nay á, thì mới là ngày mai bắt đầu là cái ngày chính thức nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Ồ, hôm nay thì thấy một cái gian hàng sầu riêng. Rồi, hấp dẫn không? Sầu riêng ri 6, 70k một ký nè. Trái cây sầu riêng. Năm nay là lễ hội lần 2. Đó. 70k một ký. Đó. Đây những trái sầu riêng này, trái cây quá trời luôn á. Họ mới bán chỉ tao cái bao mà phải sợ. Đây. Bên đây là bơ, bơ 304. Rồi, em quay xíu với chị. Quá trời luôn nè. Đó. Ri 6 nha, 70k một ký. Còn bên đây là bơ 304 nè, 304 là 15.000 một ký. Quá trời quá đất luôn không? Hôm nay chia sẻ đến quý ông bà cô chú anh chị. Quá trời lúc ụt trèo lên đống bơ luôn đó, quá trời bơ 304 nè, rồi sầu riêng nè đó. Tiếp tục đây là cam nha, cam sành. Cam sành đó thì là 10k một ký nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây cam sành là 10k một ký. Dạ. Quá trời quá đất luôn. Rất là nhiều các cái gian hàng sầu riêng, trái cây. Dạ đây. Dạ được rồi chị, cảm ơn chị. Anh dùng thử đi. Dạ thôi được rồi. Rồi cảm ơn, đây là có gian hàng dùng thử luôn nha. À. Đây là vườn nho xanh. Dạ không có, em chia sẻ cho ông bà cô chú để ông bà biết mai tham gia lễ hội á. Dạ 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 dạ. Đây là 165.000 một ký ha. Được rồi, được rồi chị. Em à, do nho mới hả chị? Dạ đúng rồi, giống như giống mới á. Dạ mình trồng anh. À dạ đó, rất là đặc sản ba vùng miền nha ông bà cô chú. Quang rang. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, tiếp tục em sẽ đi dọc một xíu nữa. Ở đây, tiếp tục gian hàng tiếp theo đó là cũng là sầu riêng luôn. Sầu riêng rồi bơ. Năm nay thì mình thấy bán sầu riêng là hơi nhiều quá nha. Ồ, xem chị gái khui sầu riêng cái nè. 80k một ký. Dạ. Bao ăn béo ngọt luôn. À. À. Tôi khỏi cần bao tay luôn hả chị? Có, em mới lột ra đó chứ. À mới lột ra hả? Mới lột cái bàn tay ra đó. Dạ. Quá trời muối nè ha. Quá trời muối luôn kìa. À, bao ngọt béo thôi phải không chị? Bao hột luôn không? Bao hột luôn không? Hả? Bao hột lép luôn không? Dạ, bao hột lép luôn phải không chị? Dạ. Đó. 80k nha, tiếp gian hàng sầu riêng nha quý ông bà cô chú anh chị với các bạn. Chị gái là bao hột lép luôn nè. Mình bán đây là mình có bán ở bữa nào đâu không chị, hay lễ hội mới bán thôi? À lễ hội mới bán à. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Rồi hy vọng là bà con sẽ ghé ủng hộ đông nha. À, tiếp tục em đi một vòng. À, chị gái mua sầu riêng hả chị? À, những gian hàng sầu riêng bây giờ chiều hôm nay thì cũng mới thôi nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, mới thôi.
tiếp tục em đi thêm một xíu nữa, bởi vì vẫn còn chưa có trưng bày ra nhiều. Hôm nay là cái video là mới nhất mà. Dạ. Gian hàng nước, trái cây. À. Ôi. Dưa lưới nè. Rất là nhiều các loại trái cây luôn, trái cây bốn ba vùng miền hả, tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam hả. Rồi tiếp tục, rồi coi chị gái cui sầu riêng kìa, gian hàng sầu riêng. Em hỏi chị là cui cho em cơm vậy, cơm vậy. Coi chị cui sầu riêng thiếu, chào chị nha. Đó, cái cua sầu riêng. Đập trái là gì nữa, là cứng. Còn cái gì mà dễ sợ. Để biết cắt mới được. Không được phải lấy trái cát cho người ta đi. Mệt quá, người ta đứng chờ hoài. Lấy trái cát cho người ta đi. Đâu để ta đứng chờ rồi. Làm xong này. Không phải, làm em chờ. Có nhiều trái cái chỗ cái giữa nó đơ rồi. Mình đem cái trái sầu riêng xính qua rồi. Ngon vậy rồi. Đâu. Không chịu làm đi. Đứng chờ ngon. Ngon vậy không thấy. Có lấy về đây. Làm nữa. Để ta làm. Ủa lên cái bỏ vô chính là cực kỳ luôn. Vỏ mỏng quá chị ha. Có bây giờ em đi sáu mà. Đi sáu. Ngon dữ lắm luôn. Mà cô cho dầu riêng da nó mát mắt người ta cũng thích nữa. Cô thích cái gì mà làm cái gì ăn rồi. Dạ. Ngon cực kỳ luôn. Alo. Dạ. Dạ. Nấu nhiệt, nấu nhiệt, đang nấu nhiệt lắm. Khui sầu riêng. Dạ. Dạ, không không có, không có, không có. Đang khui các cô, các cháu khui sầu riêng hấp dẫn lắm. Ơi. Nguyên rừng sầu riêng luôn á, mà đang khui sầu riêng quá trời nè. Dạ, rồi rồi rồi. Thêm một gian hàng sầu riêng nữa nha ông bà cô chú. Khui hoài. Không, nhiều lúc nó cứng là khó khui á chị ha. Ở đây không thể giá chị bao nhiêu ký chị? 80. À, ai dưới kia hả? À ba. À từ phía kia là của chị, các chị luôn á hả? Dạ 80 ngàn một ký nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À đã lắm. Mới hôm nay là mới cái ngày đầu tiên thôi, mấy cái ngày đầu tiên của lễ hội thôi. Tức là ngày mai mới là ngày chính thức. Đó. Ở bên kia. Thực khách thì cũng bắt đầu đi lai rai nha. Dạ trong buổi chiều hôm nay. Cam nè thì 10k một ký nè. Sầu riêng của chị dân hàng đây là 80k chị, từ phía bên này qua tới bên này luôn. Ở đây là mới nhiều. Dạ ngày mai mới nhiều đúng không chị? Dạ. Năm ngoái chị cũng có bán không? Năm nào cũng bán. Năm nào cũng bán. Ủa năm ngoái quay rồi thấy chị ơi ta. Đó. À vậy hả? Hy vọng. À. Đây là bán tàu từ lúc mà ra cây này có bán. Dạ. Dạ, đây thêm một cái gian hàng sầu riêng nữa nha ông bà cô chú. Trước đây. Đối diện. Phía bên này mình không biết đọc địa chỉ sao luôn. Nghĩ chứ nghĩ quẹo cua về. Dạ. Dạ. À. Không biết đọc ta, không biết nhìn qua là không biết địa chỉ nào. Dạ. Rồi, chúc các chị là bán nhiều sầu riêng nha. À. Bây giờ là mình bữa bắt đầu mình bữa bắt đầu khuya nay đi chợ vậy. À, khuya nay là bắt đầu sầu lại nhiều quá chị. Chỉ mới ngày. Nếu mà đúng ra là bữa nay chưa phải ngày bán. Dạ. Ngày mai ngày bán. Dạ. Ở trên luôn đi cho bán. Dạ. Dạ.
tuần lễ trái cây nha ông bà, tuần lễ trái cây cũng như là du lịch sông nước Sài Gòn. À, năm nào cũng có á. Đây với trên đường Bến Bình Đông này là một trong những cái con đường mà mỗi lần mỗi dịp mà Tết đến xuân về đó là lễ hội hoa xuân cũng rất là đẹp ở Sài Gòn. À, rất là nổi tiếng trên bến dưới thuyền. Hôm nay thêm gian hàng sầu riêng nữa. Đó, anh trai chuẩn bị cũng tất bật nè. Rồi cảm ơn chị nha, mai ghé. Rồi, em sẽ đi tiếp. Tiếp tục cho ông bà cô chú anh chị và các bạn thêm một cái gian hàng về bơ 304 lắc lắc rồi đã quá mang cuộc hấp dẫn quá chị ha. À, bơ mang cuộc rồi, nói chung là lễ hội quá trời là trái cây, mà lễ hội trái cây tới mùng 5 tháng 5 rồi. Hồi ba bơ lắc lắc nè. Dạ bơ 304 cái đó là gì đó chú? À, bánh tét Tây Sơn Bình Định hả? Dạ, mật ong rừng Gia Lai. Dạ, dạ, rồi ok, đó thấy không? Tức là còn cái này men rừng vậy luôn hả? Dạ. Hello anh Sunny Đài. Dạ. Biết chứ, coi hoài. Dạ. Dạ em cuộc sống Sài Gòn tư duy. Dạ. Thôi bữa nay. Rồi, cảm ơn. Về coi cuộc sống Sài Gòn gì. TV anh. TV. Dạ, coi anh hoài luôn á. Em khỏe nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Tiếp tục gian hàng sầu riêng nha ông bà cô chú. Quá trời luôn. Dạ. Rồi, tiếp đây là dạ, rồi, chào chị luôn nha. Trời, hy vọng là năm nay bà con mình bán sầu riêng, bán trái cây đồ nhiều. Thành công, dạ. Thành công tốt đẹp. Thành công tốt đẹp, đây là khách rồi. Dạ. Mình mắng là mình đi cũng sớm ghê á chị hả? Dạ, đi về điện sớm mình mua đầu nó ăn nó ngon. Rồi ngày mai khai mạc đỉnh lắm á. Thêm một gian hàng sầu riêng. Sầu riêng với dâu. Ủa sầu riêng không thấy rẻ giá chị? Bao nhiêu một ký chị? 100 ngàn một ký. Đây là chuồng bò nha ông bà. Chuồng bò là 150. Dạ. Chuồng bò là 150. Đúng bán đúng giá, không bán phải khỏi cần để ra. Dạ hả chị? À, cái nhà lá vườn là cái nhà lá vườn ở bên cái xe cho lách luôn. Dạ. Khỏi cần thử. Khỏi thử à, ok. Nếu mà chỉ cần không ngon em mang một trả hai. Rồi, không ngon đem một trả hai. Quá thiệt tuyệt vời. Có 100 ngàn xí. À. Đúng giá. Xứng đáng hả chị? Chị ở gần đây không? Em ở gần đây nè. Dạ, chị ở gần đây hả? Dạ. Dạ. 88 mặt bên nè. Dạ. Dạ, đó. Quá tuyệt vời, ngon. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Dạ. Dạ. Khui luôn à. Đó, khui luôn. À, đây. Cơm vàng hạt lép. Cho đàn bò hết cho một cho nó một chén. Chị có em một hộp cho nhỏ thôi. Cô ta thử đó con. Đây là cho nó đi. Thôi, cứ cho thử là cho cái bự ăn nó mới đẹp. Đây em thử luôn nè. Đúng không? Thử con trái luôn, người thử hết ký. Khỏi bán luôn. Đó. Chú anh trai là khui là khỏi cần bao tay nha. Cũng như chừng cho ba mấy ngày thì bốn tuần.
Cái nhà lá vườn, chị gái là dâu tự trồng luôn hả chị? Không, dâu này là của cái chị này ở Đà Lạt, chị chợ xỉ lúc này em bắt luôn. Dạ, còn con sầu riêng là nhà mình trồng. À, bà con trồng anh. Dạ, dạ. Dạ. Mình chỉ bán lễ hội mình mới bán thôi phải không chị? Có, để ăn cho đỡ. Nhưng mà ngày thường có bán không? Ngày thường bán chợ Bình Đông. À, ngày thường là bán đến chợ Bình Đông hả? Dạ. Dạ, để cho biết. Dạ, nói chị Châu Bắc Sulin nè, ai cũng phải bán. Dạ, dạ, đúng rồi. Còn ở trong á là 150, còn cái này 100. Dạ. Cái này nó bán trong bò là 150. Đó. Còn cái tầm hàng nhất là 100, thì tầm hàng gì, 80, 80, 80. Đó. Thằng ta 80, ta cái 100 này đó. Em muốn 2 ký mấy. 2 ký mấy, đó. Chị khách đã chốt được ngày đầu của lễ hội. À. Rồi, con cảm ơn nha, ngày mai ghé tiếp. Dạ, ngày mai rồi. Dạ, chị khách vui quá, chị chủ quá vui. À, đây, dọc hết luôn nha, nguyên bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em chia sẻ những hình ảnh này để cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn bắt đầu là tuần lễ trái cây bến Bình Đông. Dạ đi tiếp lục luôn. Dạ còn đây là bơ nha. Dạ đây là bơ. Bơ đây, bơ và sầu riêng luôn. Bơ thì 15k, 304 là 15k. Còn bên đây là bánh tráng nè. Rồi. Bánh tráng nướng. Dạ. Bây giờ ôi có kẹo hồ lô nữa nè. Hả? Dạ. Dạ, đó không được rồi anh. Rồi em cảm ơn. Đây chuỗi kem nữa nha, kem dừa Bến Tre nữa nha ông bà cô chú của anh Lộc à. 30k. Xôi kem á hả? Dạ. Ăn là ghiền. Rồi cảm ơn anh. Tiếp tục mình đi dọc nữa. Qua bên đây thì thêm nghệ nhân Thị Hận à. À. Chuẩn bị trình diễn bánh dứa. Bánh dứa hả cô? Ừ. Chuẩn bị à? Chuẩn bị trình diễn bánh dứa. Bánh dứa là chuẩn bị thôi chứ hay là bây giờ làm luôn? Làm luôn. À bây giờ làm luôn bánh dứa. Làm luôn. Dạ. Cái này là mỗi lần có lễ hội là mình làm luôn á cô ha, mà thường tham gia hả? Vừa rồi ở Tao Đàn là mình có tham gia không? Không. Lễ hội bánh mì á? Có. Lễ hội bánh mì có hả? Ừ. À mới tham gia ở Lê Thị Riêng xong. À mới vừa Lê Thị Riêng nữa xong hả? Ừ. Tham gia nguyên chuỗi sự kiện đó. Còn đây là bánh khọt nha. Bánh khọt đây là bao nhiêu phần á chị? Là 30 nghìn. Dạ, bánh khọt là 30.000 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À, đây. Rồi, cảm ơn chị nha. Em đi vòng đi hả? Mai bước quay. Dạ, bánh. Dạ. Dạ. Tiếp tục. Ôi, cũng có một số gian hàng là chưa mở cửa. Một số gian hàng là chưa mở cửa nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. À. Phía bên trên đây cũng vậy, một số gian hàng là vẫn chưa mở cửa. À, bên đây các anh đồ nướng. Rồi, chưa bán. À, bây giờ là cái này là mai mới là ngày chính thức mà. Đó, các anh đang chuẩn bị để ngày mai bắt đầu là bữa chính thức nha ông bà cô chú. Thịt nướng cơm lam nè. Còn bên đây là bánh dân gian Kim Thủy. Đó, rất là bánh dân gian. Chung là rất là nhiều các món ăn ẩm thực. Đó, cá. Đó, đây. Mai lại quay nhiều không? Mai là nhiều cũng mạnh hả? Đúng rồi. Đúng rồi, bữa nay. Bữa nay chưa khai mạc, ngày mai. Đó, thêm một gian hàng của Thường Vinh nữa nha. Dạ. Đó. Đổi thái đủ loại luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi, hết rồi ông bà cô chú.
Rồi em xin kết thúc video nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Bye bye.